kính chào toàn thể các bác đã quay trở lại với Bảo Khang Audio, tiếp tục các video giới thiệu sản phẩm. Nhưng ngày hôm nay đây, bên em về được những chiếc vang số 3G Audio các bác nhé. Một dòng vang số rất nổi tiếng, thương hiệu công nghệ của Đức. Thì sẽ lên video giới thiệu trực tiếp cho các bác ngày hôm nay. Thì trước khi vào video giới thiệu chi tiết sản phẩm, các bác vui vẻ bỏ ra 1-2 giây ủng hộ bên em xin một nút like. Và bác nào chưa đăng ký kênh thì hãy ấn đăng ký kênh và nút chuông thông báo bên cạnh để có thể theo dõi và cập nhật những sản phẩm mới nhất của bên em. Thì đây em sẽ giới thiệu chi tiết cho các bác. Dòng này em đã cung cấp cho các bác rất là nhiều rồi. Và ngày hôm nay em số lượng em về được 5 chiếc thôi. Có 5 chiếc thôi các bác nhé. 3G Audio, một dòng vàng thương hiệu công nghệ của Đức, nó đã quá nổi tiếng trên thị trường rồi. Đây các bác thể thấy này, hàng bãi các bác nhá. Hàng tất cả em bao zin cho các bác được chưa? Còn hàng bãi sức sát nhẹ thì không thể tránh được các bác nhá. Còn như này hàng bãi thì nó còn rất là đẹp rồi cho các bác. Được chưa? Con này thì các bác có thể tìm hiểu, nó rất là hay các bác nhá. Dòng 3G Audio này tiếng nó phải nói nó cực kỳ là hay luôn. Đây đằng trước nó sẽ có 4 cổng cắm mic này. Đấy, 4 cổng cắm mic đằng trước các bác nhá. Đấy, và đây nó có volume của effect này, của mic và của nhạc. Con này thì nó là vang số nhưng mà nó rất là dễ chỉnh, chỉnh tay rất dễ chỉnh. Lát nữa em sẽ hướng dẫn qua các bác luôn các bác nhá. Đấy, và đây 3G Audio. Được chưa? Và con này thì em có lẻ ra một con, nó là mã là KX330 các bác nhá. Và 4 con dưới nó là KX Mic 3+. Được chưa? Ruột gan thì thực ra nó như nhau thôi. Ruột gan như nhau, nó chỉ khác nhau cái cổng kết nối đằng sau. Đây, em sẽ quay chi tiết luôn cho các bác nhé. Còn hai mã này thì nó như nhau thôi các bác, nó chỉ khác nhau cái cổng kết nối đằng sau này. Được chưa? Đấy, trên là con Kimix 330. Đấy, thì nó có hai đường ra này, đường ra sub và đường ra center. Được chưa? 4 đường nhạc vào. Đấy, và có thêm hai cổng cắm mic đằng sau các bác nhé. Đấy, còn con 3+ thì nó có nhiều cổng ra hơn. Được chưa? Có nhiều cổng ra hơn. Đây thì nó cũng có hai cổng cắm mic đằng sau này. Được chưa? 4 cổng nhạc vào. Thì nó có bản 3+ thì nó có thêm đường ra bằng AV nữa. Được chưa? Đấy. Đường ra audio bằng AV này và đường ra video. Cái này thì thực ra không sử dụng mấy. Cái này các bác cứ dùng, chủ yếu là dùng cổng ra AV. Thực ra thì nó như nhau thôi. Nó chỉ còn cái mic 3+ thì nó thêm cổng kết nối cho các bác thôi. Các bác nhá. Đấy, còn đây này nó như nhau hết. Ruột gan chi tiết đây, cái sản phẩm đây các bác. Rồi các bác theo dõi ủng hộ em xin nút like nhé. Và ngày hôm nay báo giá, mức giá rất là tốt để cho các bác chơi này. Đấy, em có 5 chiếc thôi. Hôm nay em có 5 chiếc thôi. Gửi tới cho các bác đây, ruột gan chi tiết đây các bác nhé. Hàng tất cả bao zin bao đẹp cho các bác. Được chưa? Hàng bãi xịn 3G Audio, một dòng vang thương hiệu công nghệ của Đức, nó quá nổi tiếng trên thị trường rồi, các bác có thể tìm hiểu. Đấy, và ngày hôm nay em về được 5 chiếc thôi để giới thiệu cho các bác. Đấy, nguồn biến thế đây, toàn bộ nguồn đồng đây các bác. Đấy, chi tiết linh kiện các bác nhá. Hàng tất cả bao zin bao đẹp cho các bác. Và đây em sẽ alo qua tính mic để các bác nghe được cái chất âm đấy, của dòng này nhá. Echo gì vào của dòng này các bác nhá. Chống zip mic của nó thì cực kỳ là tốt. Đây em sẽ test mic dây trực tiếp để các bác nghe được cái phần echo gì vào. Alo 1 2 3 4. Alo 5 6 7 8 9 10. Alo 1 2 3 4. Alo 5 6 7 8 9 10. Alo 1 2 3 4 6 7. Alo. Đấy, các bác có thể phải thấy được phần echo gì mà dòng này mà nói nó rất là mượt mà luôn. Đấy, và đây em sẽ giới thiệu hướng dẫn luôn các bác qua nhé. Để các bác dòng này nó rất là dễ chỉnh. Đấy, vang số nhưng mà rất dễ chỉnh. Được chưa? Đây là phần của effect coi nhá. Các bác muốn chỉnh phần của effect này, các bác ấn vào cho em. Đấy, nó sẽ hiện này. Những chế độ là echo delay time này. Đấy, phần echo nhá. Đấy, đây là reverb này. Echo reverb này. Đấy, nó có các chế độ chỉnh rất rõ ràng luôn. Các bác muốn chỉnh cái nào các bác, chẳng như là các bác muốn tăng echo reverb nên các bác ấn vào cho em thêm một cái nữa. Được chưa? Khi nó hiện mũi tên này thì các bác có thể tăng giảm này. Đấy, các bác tăng giảm nhá. Phụ thuộc không gian thiết bị của anh, thông thường em sẽ set sẵn hết cho các bác ở chế độ chuẩn các bác nhá. Đấy, thì các bác ấn xong, khi các bác chỉnh xong, các bác ấn một cái để nó quay trở về mặc định, thì các bác có thể quay chỉnh được các chế độ tiếp theo nữa, gì vọt đây chẳng như vậy. Đấy, tăng giảm gì vọt, được chưa? Đấy, rất dễ chỉnh. Và khi các bác chỉnh xong rồi, các bác muốn new nó lại thì các bác giữ vào, giữ đấy, nó sẽ ra xem vào, thì các bác chọn y như thế này viết. Được chưa? Các bạn chọn, nó sẽ lưu lại thông số cho các bác. Đấy, rất là dễ chỉnh luôn. Phần mic cũng vậy. Đây, đây là phần giải bass của mic nhá. Đấy, giải chung và giải chép. Được chưa? Đấy, phần mic 2
Đây nó sẽ có ba giải này, 1, 3, 5 này của mic 1, mic 3, mic 5. Đấy chưa? Đấy, ba trục treo của mic 1, mic 3, mic 5 và của mic 2, mic 4, mic 6. Đấy nó sẽ chia ra như vậy các bác nhá. Và rất dễ chỉnh luôn, các bác muốn chẳng muốn hát nó nhiều chép thì bác đây. Chọn vào, các bác tăng chép mic lên. Được chưa? Còn trước khi gửi thì bên em sẽ đều sẽ setup sẵn hết cho các bác, và các bác muốn giữ lưu lại, các bác giữ chọn nhất là lưu. Phần nhạc cũng vậy, đây cũng sẽ có các giải bass chung chép của nhạc đấy, và các chế độ cắt giải thì cắt tờ súp thì bên em sẽ chỉnh hết trước cho các bác, được chưa? Đấy, trước khi gửi bên em đều sẽ setup sẵn. Còn đây em sẽ hướng dẫn qua về các bác chẳng muốn tăng giảm căn chỉnh thêm phần echo gì vọt hay là phần mic phần nhạc thì các bác có thể tự căn chỉnh. Dòng vang này nó rất là dễ chỉnh đấy, khi chỉnh xong các bác chỉ cần giữ nút này, các bác ấn viết lưu lại là nó sẽ lưu lại cái thông số của các bác vừa chỉnh các bác nhá. Rất hay và rất dễ chỉnh luôn đối với dòng vang ba vào audio này. Được chưa? Số lượng ngày hôm nay em chỉ có 5 chiếc thôi. Xin phép gửi tới cho các bác mức giá 1.300.000 đồng, phải nói một mức giá nó cực kỳ là tốt thời điểm này cho các bác chơi rồi. Một dòng vang số 3G Audio, hàng thương hiệu công nghệ của Đức các bác nhá. 1.300.000 đồng một chiếc, bao ship tặng đầy đủ dây jack kết nối cho các bác, bảo hành cho các bác 6 tháng. Được chưa? Các bác nhận hàng kiểm tra thanh toán giúp em đối với những chiếc vang số 3G Audio này. Đấy, 1.300.000 đồng, em chỉ có 5 chiếc duy nhất thôi cho các bác nào nhanh tay sở hữu được, muốn sở hữu một chiếc vang G vang số 3G Audio này. 1.300.000 đồng, bao ship tặng đầy đủ dây jack kết nối cho các bác, bảo hành 6 tháng. Các bác nhận hàng kiểm tra thanh toán. Đấy, và bác nào chốt vang số 3G Audio vui lòng nhắn tin hoặc liên hệ với bên em qua số điện thoại 0943 982 889 các bác nhé. Nhắn tin ghi rõ giúp em chốt vàng 3G Audio. Được chưa? Số lượng em chỉ có 5 tiếng trước ngày hôm nay gửi tới cho các bác. Đấy, 1.300.000 đồng em khẳng định là mức giá lắm. Thực sự nó quá là tốt và hợp lý thời điểm này cho các bác chơi rồi các bác nhá. Rồi, cảm ơn các bác đã dành thời gian theo dõi. Mọi chi tiết mua hàng các bác cứ vui lòng liên hệ với bên em qua số điện thoại 0943 982 889. Trước khi kết thúc video thì các bác bỏ ra 1-2 giây ủng hộ bên em xin một nút like nhá. Và bác nào chưa đăng ký kênh thì hãy đăng ký kênh và nút chuông thông báo bên cạnh để theo dõi những sản phẩm mới nhất của bên em. Xin chào và hẹn gặp lại các bác ở những sản phẩm tiếp theo của bên em nhé.